quý vị nghĩ coi, nhất là trong cái thời gian này nè, từ đây trở về sau, quý vị nghĩ thời gian còn dài để cho mình tu không? Mình tưởng là cái thế giới này nó rộng rãi, nó bao la, nó dung chứa và nó nuôi nấng mình tới già rồi lột vỏ không? Không có đâu quý vị à. Tuy rằng có tiền, có của, có vật chất, nhưng mà thân này vẫn bệnh, vẫn già, vẫn chết quý vị. Đâu có ai lột vỏ đâu. Thầy nói bệnh với tử từ kim chí cổ, sanh với già, hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài nghiệm tứ khổ nên ngài thành đạo. Tức là Thái tử Sĩ Đạt ta, con vua Tịnh Phạn Vương, phải không? Là phú hữu tứ hải, tương lai làm vua ngài đâu có thiếu cái gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật Đức Thầy. Bái siêu lễ phép kính chào hết quý chú quý bác, quý cô và tất cả anh chị em đồng đạo hiện diện kính mến. Hôm nay tức là ngày mùng 10 tháng Chạp năm Quý Mão, cũng là ngày chánh lễ kỷ niệm thường niên cho hiền tử của anh ba trong gia đình. Nhận được lời mời thâm tình cũng như hay tin toàn cả đồng đạo chúng ta đã nhín cái việc làm thời gian trong gia đình để trở về đây để cùng với anh ba tạo một cái công đức phước lành cho hiền tử của mình được tăng thêm phần phẩm vị ở cõi an vũng quốc. Kính thưa đồng đạo, nhưng cái thì giờ dân chay phẩm chưa có đến, đồng đạo chúng ta tận dụng cái thì giờ để chúng ta trao đổi về Phật pháp, hầu trợ duyên làm vui tinh thần của tất cả các đồng đạo và đem cái công đức phước lành cho người quá giảng trong ngày kỷ niệm. Kính thưa quý vị, thì hôm nay bảy siêu được cái duyên lành để cùng trao đổi đôi nét qua lời châu ngọc của thầy cùng với quý vị. Nhưng mà thời gian thì sư ngôn cho biết là 40 phút. 50 phút. Như vậy thì tại vì còn nhiều vị giảng viên quý vị để giao duyên mà. Cho hôm nay tôi sẽ trao đổi quý vị qua hai từ trong giáo lý Đức Thầy. Chứ nhiều quá đó nó không đủ thì giờ để nói. Phải không? Nhưng mà hai từ này theo cái khả năng của tôi đó thì 50 phút là chắc cũng vừa. Mà ít quá đó thì sợ nó không đủ. Tại vì còn nhiều vị giảng viên. Kính thưa quý vị, như vậy thì con người sống trên thế gian đó, quý vị thấy rõ ràng chúng ta có cái thân này, nhưng mà nhiều khi mình không hiểu, mình quý trọng, mình săn sóc nó, mình tạo tất cả các phương tiện để mình lo cho nó. Nhưng mà trên cái phương diện mình tạo đó quý vị, nuôi cái thân này chúng ta nuôi bằng cái nghiệp. Mà nếu chúng ta nuôi bằng cái nghiệp rồi đó thì cái nghiệp này nó sẽ dính vào cái thân. Khi chúng ta dính vào thân rồi thì chúng ta sẽ trả trong hiện tại và chúng ta trả trong tương lai, không thể nào chạy khỏi hết trơn quý vị. Vì vậy cái thân này đó chúng ta cần phải tu chỉnh làm sao cho nó đúng với cái khuôn khổ của Phật chỉ dạy. Tức là từ cái lời nói, cái hành động, cái việc làm nó đều sanh ra phước hết. Vậy thì nó mới an lạc trong hiện tại và an lạc trong tương lai.
Tại vì sao? Vì dạng vật, quý vị nhìn thấy dạng vật vốn vô thường, biến ảo. Mà thời gian thì như sâu chuỗi âm thầm cứ lặng lẽ trôi qua quý vị. Rồi cuối cùng nó đưa chúng ta đến cái chỗ sanh già bệnh chết. Mà nói tới chết rồi đó là xả bỏ cái báo thân này. Chúng ta đi theo hai con đường. Tại vì sao? Vì trên thế gian này có tạo cho nhiều, nhưng mà tất cả các việc trên thế gian nó đều không chung thủy quý vị, nó không có chung thủy với mình. Tiền nó cũng bội bạc, vàng nó cũng bội bạc, của cải nó cũng bội bạc, và tất cả trên thế gian nó đều bội bạc. Cho nên thầy nói gẫm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, nhưng mà lại chẳng bước tiễn đưa một bước, chết rồi nó không có tiễn mình đi lên thiên đàng mà nó tiễn mình đi địa ngục quý vị, phải không? Vì vậy đó mà hôm nay Bảy Siêu sẽ trao đổi quý vị qua hai từ, tức là tu thân. Kính thưa quý vị, như vậy thì mỗi người chúng ta đều có cái thân mà chúng ta không có tu, phải không? Cho nên nó mới khổ. Nó đã khổ nhiều nhiều tiền kiếp và vô lý kiếp, cho tới bây giờ có mặt trên cõi đời này nó vẫn khổ. Tại vì sao? Vì cái cõi này là cõi khổ, thì có ai đến đây mà không khổ quý vị, phải không? Thầy nói ta bà khổ, ta bà lắm khổ, nhiều khổ lắm quý vị. Có bao người xét cho tột chỗ tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nạc mùi, nào ai rõ cái vui chuyện đó. Tức là cái thế giới ta bà mà chúng ta đang ở nè, trong một tỷ cái thế giới của ta bà mà nó khổ vô cùng khổ quý vị, phải không? Mà cái người nào muốn hết khổ chỉ có một con đường là tu thôi. Thầy nói hồng trần lao khổ xiết bao, khuyên trong lê thứ bước vào đường tu. Vậy thì ai khổ mà chịu không nổi đó thì tu hết khổ à. Nói vậy cái nhiều ông nói sao tôi tu lâu quá mà tôi còn khổ. Tu tào lao, tu đâu có trúng pháp, phải không quý vị? Tu là sửa, mà sửa thân, sửa khẩu, sửa ý. Mà không sửa thân, không sửa khẩu, không sửa ý, nói tu mà còn để nguyên vậy cho nên nó khổ đó quý vị à. Đó, phải không? Như vậy tu thân là gì? Tu thân là sửa cái thân này. Cái thân này nó hư đốn lắm, nó tạo nhiều nghiệp lắm quý vị à. Thầy nói xác trần tục như cây cảnh khến, làm hiền hoài ác phải tiêu mòn, đẻo với bào riết nó cũng tròn, đến chừng đó trong giàu nó tốt. Thầy với cái thân này nó cũng như cái cây mà cảnh dưới khến đó, mà nó lòi ra nó hởm vô đó, xấu lắm xài không được gì trơn. Mà làm hiền hoài tức là tu hoài đi thì ác phải tiêu mòn, đẻo với bào riết nó cũng tròn, đến chừng đó trong giàu rất tốt. Mình sửa riết rồi cái thân này lành, cái khẩu lành, cái ý lành nữa, tốt lắm, phải không quý vị? Đó. Cho nên bây giờ quý vị nghĩ coi, nhất là trong cái thời gian này nè, từ đây trở về sau, quý vị nghĩ thời gian còn dài để cho mình tu không? Mình tưởng là cái thế giới này nó rộng rãi, nó bao la, nó dung chứa và nó nuôi nấng mình tới già rồi lột vỏ không? Không có đâu quý vị à. Tuy rằng có tiền, có của, có vật chất, nhưng mà thân này vẫn bệnh, vẫn già, vẫn chết quý vị. Đâu có ai lột vỏ đâu. Thầy nói bệnh với tử, từ kim chí cổ, sanh với già, hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo. Tức là Thái tử Sĩ Đạt ta, con vua Tịnh Phạn Vương, phải không? Là phú hữu tứ hải, tương lai làm vua ngài đâu có thiếu cái gì quý vị. Nhưng mà ngài vẫn đi tu. Tại sao vậy? Tại vì cái cảnh sanh già bệnh chết mà nó rượt tới bên lưng rồi. Cho nên khi ngài đi dạo qua bốn cửa thành, thấy cái cảnh sanh già bệnh chết là ngài về xin vua cha đi tu liền. Buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tay nương gậy chống. Lần thứ hai lòng bèn cảnh, gặp cụ lão tay nương gậy chống, ngài xem qua lòng bèn cảm động. Lần thứ hai thấy kẻ ốm đau xét cõi trần, trong dạ héo xào chi xiết nổi núng đau cõi tạm.
Lần thứ ba xe lìa khỏi trạm, bỗng được nhìn kẻ chết đang khiêng về đền đài, cảm xúc buồn riêng hằng để ý. Tầm phương giải thoát lần thứ tư vừa đi dạo mát, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm, ngờ về đâu trời đã ứng điệp, giả tăng sĩ gợi lòng thái tử. Phải không? Gặp cái người già, người bệnh, người chết, gặp cái người tu tốt đẹp đầu tròn áo vuông là về xin với vua cha đi tu liền. Vua có cho đi tu không? Đâu có. Vua buồn thảm dùng lời khóc kể rằng cha già biết cậy nhờ ai, khuyên con nên ở chốn điện đài lo nối nghiệp, sao tu chẳng muộn. Ông vua Tịnh Phạn Vương ông nói lo nối nghiệp làm vua đi, rồi sau này già tu đâu có muộn. Nhưng mà lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya lén trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá xông pha bờ bụi. Ngày thở ấy lên 19 tuổi tâm đại hùng, cương quyết tu trì trải bao phen lao khổ xiết chi, sau ngày đến rạch ni liên thiền. Cuối cùng đó ngày xuất gia tầm đạo quý vị. Đi tầm đạo 6 năm khổ hạnh thiền định 49 ngày. Khi vừa mà minh tinh vừa mọc lên thì ngài chứng được tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông. Lúc đó là đắc đạo. Phải không quý vị? Chứ thái tử Sĩ Đạt Ta ở lại làm vua thì bây giờ đâu có Đức Phật Thích Ca. Mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung tước phế liền. Xem đó hỡi người mau lập chí tu hành khá nhớ giữ cho nguyên. Còn mình ở đây tài sản mình không có nhiêu đâu quý vị à. Phải không? Cho nên bây giờ muốn hết khổ thì cái thân này mình phải tu mới được. Mà nói tu thân tức là sửa thân, mà sửa thân tức là sửa khẩu, sửa khẩu tức là sửa ý. Tại vì sanh ra ở đời con người giàu muốn hay giàu không cũng phải chịu dưới sự chi phối của định luật thiên nhiên. Mà định luật ấy gồm vào một chữ đạo. Đạo con người kêu bằng đạo nhân, và nó là con đường đi trúng thì sống, bước trận tất chết. Cái con đường của đạo mà mình đi đúng là sống đó, đi trúng thì sống, mà bước trận tất chết. Muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết phải tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Cái thân mình đó là bị 10 điều ác không mà khổ chứ không gì trơn. 10 điều ác không hả? Chính vậy mà mình khổ. Cho nên bây giờ mình phải tu cái thân mình mới được, và phải tu liền, tu mau, tu lẹ, để nó già, nó chết tới bên lưng, rồi thế giới nó sụp đổ, nó tàn hoại còn tu được không quý vị? Thầy nói chúng ta bà tim lụng dầu mòn. Cái nơi ta bà là cái chỗ mình đang ở nè. Tim lụng dầu mòn, thầy dùng cái tỷ dụ cũng như mà cái đèn mà nó trùng tim nó hết rồi đó quý vị, mà dầu nó cũng sắp hết. Thân tứ đại của người cũng thế. Tức là cái thân mình bốn chất đất, nước, gió, lửa nó cũng như vậy đó. Vì vậy thầy hối mình mau thức tỉnh tu thân, kẻo trễ. Giác ngộ tu lẹ đi chứ còn gì nữa để trễ. Đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan. Dình giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất. Cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Phải không quý vị? Vậy thì bây giờ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng để tu được còn chờ gì nữa. Ai mà muốn đặng phước duyên nghe lời khuyết thiện, lòng liền phát tâm tu cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật Pháp thì khỏi lâm tai nàng, phước đức quý hơn bạc vàng. Phước đức quý hơn bạc vàng quý vị. Thầy nói phước đức quý hơn bạc vàng là con người ở trên thế gian họ có bạc có vàng, tức là có tiền có vàng có của nhưng vẫn khổ, có tiền có của vẫn bệnh đau vẫn già vẫn đọa địa ngục. Nhưng mà có phước thì sao? Nó không có mấy cái đó. Tại vì mình chưa có đủ phước đó quý vị à. Chứ tu mà cái thân nghiệp này mà nó chuyển tới thân phước đó ha, đi tới đâu người ta quý trọng. Mà nói phải nói cho ta lại không đó, chứ phải chơi đâu. Cho nên khi mà Đức Phật gặp năm anh em Kiều Trần Như, Ác Đệ, Bạc Đề, Ma Nam Câu Ly và Thập Được Ca Diếp đó, tu theo mấy ổng thấy cái lối tu khổ hạnh này, thái tử Sĩ Đạt Ta đâu có chịu. Ngài vô rừng đó thì năm anh em Kiều Trần Như nó thôi, ông Cù Đàm ổng tu không nổi, ông bỏ mình rồi, mai mốt đừng có nhìn ổng nữa. Mà sau khi thái tử đắc đạo rồi đó, thì trong vườn Lộc Giá đi ra từ cái ánh đạo vàng 32 tướng hảo 80 nét đẹp, năm anh em Kiều Trần Như sụp xuống lại liền, quý vị thấy không? Cái thân nghiệp thì khác, ai chê ai nói gì cũng được, nhưng mà cái thân phước thì người ta lại, người ta kính trọng lắm quý vị, phải không? Cho nên nó mà muốn có phước thì chúng ta phải tu mới được. Tiền tài của cải vật chất, vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng quý vị không? Chết rồi bỏ hết, bỏ hết trơn à, mình tạo vậy đó. Nhưng mà mình bỏ lại chứ mình đâu có đem theo. Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước hãy còn. Chỉ còn có cái tội với phước à.
Đến nơi thẩm phán cửa son Diêm Đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thê, chừng ấy mới biết chỉnh ghê ăn năn chẳng kịp, khó bề tính to. Mình không chịu tu cái thân này, không sửa cho nó hiền lành, không tạo phước cho nó an nhàn, cứ thụ hưởng của thế gian, có tiền có của, đây là cái phước của đời trước đó quý vị à, phải không? Mà mình hưởng ở đời này, tại vì mình có phước ở đời trước cho nên mình sanh ra đời này là mình hưởng cái phước. Mà nếu hưởng phước rồi không tu, không làm phước nữa thì sao? Thì hết phước phải đọa thôi, phải không? Mà không tu cũng bị đọa thôi, mê muội ác hung về địa ngục, mà hiền lành nhắm mắt thấy non thiên. Nó vậy đó quý vị, phải không? Vì vậy mà thầy hối mình ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dạy khôn linh hồn. Bây giờ phải tu mau tu lẹ, để mấy là trễ tu không kịp, phải không quý vị? Vậy thì tu thân thì dạy mình tu là thân khẩu ý sửa làm sao 10 điều ác này nó không còn nữa mới được. Chứ nó mà còn nó lãng vãng coi chừng đó, cái nghiệp mình tạo mà nó bệnh tới bên lưng mà không hay. Tại sao vậy? Vì cái nghiệp mình tạo trong tiền kiếp mình đang trả đây, rồi cái nghiệp mình tạo trong hiện kiếp bắt đầu nó sắp sửa tới đây, nghiệp trước nghiệp sau gì nó dồn chỗ, chịu nổi không quý vị? Chịu nổi không? Phải không? Vậy thì bây giờ có người trả nghiệp trước, có người trả nghiệp sau, có người bệnh trước, có người bệnh sau, có người chưa bệnh. Nhưng mà chưa bệnh không có nghĩa là không bệnh, mà có bệnh rồi cũng không có nghĩa là không hết bệnh, phải không? Tại vì thầy nói quả dữ trả rồi nhân thiện đến à. Tức là cái quả dữ là cái nhân ta gieo đời trước, bây giờ đang thọ cái quả khổ của đời này. Mà trả rồi tức là trả cho xong thì nhân thiện đến, cái nhân mình đang tu nè, thì cái nhân thiện tức là nó sẽ tới với mình, phải không quý vị? Tại vì luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Cho nên chúng ta có cái thân này ở đây, tôi nói quý vị á, dầu giàu đó 8 tầng lầu mà đất dài 30 công, tiền vàng nó đầy đủ hết trơn, nhưng mà vẫn khổ. Tại vì ở cõi khổ chết rồi, nhưng mà khổ ở thế gian, chết rồi còn khổ hơn nữa. Ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tuyền địa ngục khảo hình, tuy lưới trời thưa rộng tinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Khi bỏ xác hồn lìa, khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt với thưởng hai đường tỏ rõ, phải không quý vị? Cái việc làm của mình trên thế gian nè, không có chạy đâu khỏi hết trơn á, phải không? Lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian. Hai vị thần hai bên giai giác này ghi hết trơn à, làm tội ghi tội, làm phước ghi phước à, phải không? Cho nên nhắm mắt rồi đó thì xuống tầng quảng dương lật sổ ra biết à, phải không? Không có đem tiền đem của ở trên này á, đừng có nói làm chai to đám bự, rồi cúng xe hơi đốt giấy tiền vàng mã nhà xá phước lầu kho xuống dưới ở, không có ở đâu, phải không? Đốt tiền giả mà xuống dưới xài còn ở tù nữa đó, xe mà chạy xuống dưới không có bằng lái còn phạt ở tù chung thân luôn chứ đừng giỡn, phải không quý vị? Nó mà mình tạo cái chuyện gì đâu không à. Bây giờ quan trọng nhất là chúng ta coi chúng ta gieo cái nhân gì. Bây giờ nếu mình tu, mình ăn hiền ở lành, mình tạo phước, mình niệm Phật, thì đó là cái nhân an lạc, cái nhân thanh tịnh, cái nhân giải thoát, thì về cõi giải thoát, phải không? Cho nên muốn giải thoát, muốn về cõi Phật, muốn thoát khỏi sanh tử, thì chúng ta phải đối diện với sanh tử, chấp nhận giả chết, phải không? Mình coi như mình chết rồi còn làm giàu gì nữa. Thôi tôi coi như tôi chết rồi, bây giờ cứ niệm Phật lần lần vậy ha, cúng hai thời tôi tăng lên ba thời lần lần vậy đi, phải không? Chứ giờ đó trời, tướng này còn khỏe lắm à, phải không? Tướng này mà mướn vài chục công ruộng làm chắc là mau khá mau giàu lắm à, phải không? Mình cứ tính vậy hoài mà tính sai lầm đó quý vị à. Thầy nói thế trần tạm giả gạt đời ta, thế gian này cái cõi bụi bặm này nè, tạm giả thôi nhưng mà nó gạt mình cả một đời quý vị. Lướt khỏi sông mê khỏi ái hà, nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa, diệu quyền chân lý noi đường sáng, ảo thuật tà tâm kiếm nẻo ra. Nó lường gạt mình cả một đời, sống tới 70-80 tuổi không hay không biết, mà do cái tâm tà này nó suy diễn, nó nói vợ của mình, chồng của mình, con của mình, của cải của mình, mà chết rồi còn có cái tội với phước của mình không à, mà không có tu có miếng phước nào đâu đem, chừng nó mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình gì bởi chẳng tu, phải không? Cho nên cái tu cái làm phước ở đây nó quý lắm quý vị à. Đức Phật nói rằng nếu biết được cái kết quả của sự tu và làm phước đó, còn một muỗng cơm cũng không nỡ ăn nữa. Tại vì cái phước nó lớn quá, mà còn muỗng cơm ăn thì không có phước, cũng đem cho anh ta ăn đi,
phải không quý vị? Tại mình không biết kết quả, mà nhiều khi gặp đúng chỗ làm phước nhưng mà cũng không dám làm, cái đó xem lợi coi mình ích kỷ không quý vị, phải không? Cái gì là của mình? Thân này của mình chăng? Của cải của mình chăng? Vợ con của mình chăng? Tất cả Đức Phật nói rằng do cái nhân duyên của đời trước, nghiệp nợ và ân nợ, phải không quý vị? Tức là đòi nợ và trả nợ có gì gì lạ trơn á. Của cải tài sản của mình, Đức Phật nó của năm nhà đó à, phải không? Đó, cho nên cái nhà đó là nhà lục lội, nhà lửa cháy, rồi nhà con vợ phá tán, nhà xung vào công quỷ, nhà giặc cướp, phải không? Tài sản ngũ gia tuy ngã hữu mà thân quy tứ đại bổn giai không. Tức là của cải này là vốn của năm nhà, mà thân tứ đại đất nước gió lửa này là vốn của nó là không. Tại sao vậy? Vì chúng ta mang thân vô thường, đi theo cái định luật vô thường, thành trụ hoại không, hay là sanh trụ dị diệt, phải không? Chứ đừng nói nó có hoài o bế sửa sang dồi mài cạo gọt đi, ở đó cạo gọt rồi cuối cùng nó khổ. Mà có người đó, tôi nói quý vị nghe, nuôi cái thân mà nuôi bằng cái nghiệp, tạo bằng cái nghiệp ác, phải không? Cho nên mà tạo nghiệp ác rồi đó, cái thân này tôi nói quý vị có người bệnh nhiều lắm. Tại thầy nói rủi ốm đau bởi tại căn tiền hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác. Căn tiền là gì? Là cái gốc hồi kiếp trước, phải không? Căn là gốc, tiền là trước, hoặc hiện kiếp là mình đang sống nè, làm điều bạo ác. Cho nên những cái chứng bệnh dầu nặng, dầu nhẹ, dầu dài, dầu ngắn thì do tất cả điều mình tạo ở trên. Rồi có người đó làm ăn mà làm hoài mà làm không có được gì trơn á. Tại sao vậy? Vì chưa từng làm phước, cái cửa phước của họ lúc nào cũng đóng kín hết trơn. Dầu họ có mong, có cầu, có khẩn, có gian, có xin, có đặt bàn lại trời lại Phật mà làm cũng không được gì trơn. Tại vì trời Phật thì công bằng, bất dị tế hưởng nhi gián phước mà bất dị thất lễ nhi gián họa. Không phải cúng kiến mà trời ban phước, mà không phải không cúng kiến mà trời gián họa, không phải vậy. Mà do mình tạo phước được phước, mà không tạo phước thì cái phước không tới, tạo nghiệp thì nghiệp nó tới, phải không? Nó rõ ràng vậy đó. Quả phước vô môn di nhân tự triệu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Quả dư phước nó không có cửa, phải không? Đó, mà cái việc ác việc thiện nó báo như là bóng như hình vậy đó quý vị à. Cho nên chúng ta tạo phước thì được phước, mà tạo nghiệp thì cái nghiệp nó sẽ đến. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói cái bài số 1 đó: trong các pháp cho tâm làm chủ, tâm đứng đầu tạo đủ các duyên, tâm mê tạo nghiệp chẳng hiền, như xe lăn bánh thì khổ liền theo sao. Mình khổ ở đây là do mình tạo nghiệp ác không, phải không? Mà mình muốn an vui thì mình phải tạo nghiệp lành. Cho nên bài pháp thứ hai Đức Phật nói rằng: trong các pháp cho tâm làm chủ, tâm đứng đầu tạo đủ các duyên, tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền, như hình dưới bóng vui liền theo sao. Phải không quý vị? Hồi trước không tu khổ, bây giờ tu thì nó an vui chứ đâu có gì đâu. Tu thì nó an vui chứ có gì đâu. Mà tu chưa an vui, tâm chưa an lạc, coi chừng mình tu chưa có hết khả năng của mình, là một. Cái thứ hai nữa là tu chưa cái chúng pháp. Cái thứ ba nữa là tu còn ích kỷ quá, cho nên cái thân này vẫn còn là thân nghiệp, phải không? Tu làm sao từ từ cái tướng phước nó lộ ra ngoài, phải không? Phước tướng, phải không? Rồi phước tâm, rồi phước trí. Người ta chỉ cần nhìn vô là biết cái người nữ này tu sao mà cái phước trí tệ sáng suốt quá, cái ông này tu sao hay quá, còn mình tu sao ghét rồi thôi, mặt mày xám xì xám đen thùi móc cờ trơn, hỏi cái gì không biết cái gì mà động tới là quạo quá. Cái kiểu này tu không biết tu sao, phải không? Tu mà trúng nó mới phát huệ, mà tu trật nó phát quạo không à. Ai đời mà đi vô nhà mà gặp con cũng chữ, gặp dâu cũng chữ. Tại vì sao? Mình thấy mình đúng hết trơn à. Tao khuyên bay hoài mà bay không chịu tu, đồ quỷ đồ ma thì không báo tao không, mà hỏi con cái mình chữ gì nó vui không quý vị, phải không? Mình có cái phước cái duyên trước, mình tu trước, con cháu nó có cái phước sau, cái duyên sau nó tu sau, phải không? Mình tu sao cho nó tốt đi, mà nó nhìn thấy ra, nó lén lén nó nói: ủa sao ba má tôi tu đi tới đâu ai cũng quý cũng trọng hết trơn rồi. Nó rình nó coi, nó coi rồi cái mời mốt mà mình cấm nó tu nó cũng tu. Tại vì tu an lạc quá, còn mình tu tào lao hở cái đi chữ lộn, mà chữ lộn cái ta lôi đạo ra ta rủa không, cái nó thôi thôi bà má tôi tu vậy chứ tôi gặp là tôi chạy gần sau chứ tôi đâu dám lại gần, phải không? Cho nên ông này ông tu, ông tu cái thời gian cũng lâu rồi, hai vợ chồng tu, con cái nó cũng tu, mà có một thằng nhỏ nó ngọng ngọng nó không chịu tu. Hỏi sao mày thân ngọng nghịu, mày không gác mày lo tu, phải không? Cái nó nói con cu không được,
sao mày tu không được, mày tu không được, ông Năm Chèo ăn mày. Nó còn ẩu khuôn có kỳ cơ ông ăn. Cái nó mày không tu mày chết bà mày bây giờ đó. Nó quạo lên nó nói ai cu cu cu, có cu. Nó nói ai cu nó không có tu đó. Ông nói mày không tu thì ông Năm Chèo với cọp ăn mày. Đó quý vị thấy chưa? Mình tu chưa có tốt mà mình hành hạ con với cháu rồi. Nó gặp mình nó sợ muốn chết rồi, làm sao nó dám tu theo mình? Phải không? Làm cha làm mẹ thì phải phụ từ thì tử nó mới hiếu, phải không? Nó trật là cái chuyện của nó, nó không tu là cái chuyện của nó, còn mình tu là cái chuyện của mình, mắc mớ gì dòm nó chứ vậy? Mày mượn bụng mày chung ra, tao kêu mày tu mày không chịu tu thì mày khổ, mày ráng chịu. Kêu mày tạo phước để mày về tiên về Phật mày không chịu thì mày ráng chịu, phải không? Đã bây giờ khổ tới bên lưng mà không lo, thiên cơ thì biến đổi can qua khắp trong thế giới còn đôi ba phần, mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân buổi này. Kêu mày tu mà mày không chịu tu, phải không quý vị? Tại vì sao? Vì cái người đời đó, người ta thấy rằng tiền tài của cải vật chất tất cả đều là gì? Là quý của người ta đó quý vị. Cho nên ta theo hoài, phải không? Đó, cho nên quý vị ấy, nhớ lại cái câu chuyện đó. Hồi ở bên mà Trung Hoa đó, đời nhà Hán đó, thì có ông Bàn Đức Công này đó, người ta gọi là ông Bàn Công cư sĩ. Ông này đó là ông quy Tam Bảo mà ổng hiền lương đức hạnh mà ổng thương người nghèo khổ mến vật lắm quý vị à. Cái người ăn xin cơ nhở già cả là ổng nuôi hết trơn. Nhưng mà quý vị biết không, ở trong nhà ổng có hai người ở, mà hai người ở này đó ổng tin tưởng lắm. Tại vì quý vị biết mà khi cái người có tâm đạo rồi, người ta tin hết trơn mà người ta thương người lắm. Cái ai lợi tới ăn xin thì hai cái người này mở cửa kho đem cho. Mà quý vị biết không, cho rồi còn giấu mớ, đem lên núi giấu mớ mà làm hoài vậy đó. Rồi vài năm cái của cải nó nhiều quá, cái hai ông mới bàn với nhau nó thôi giờ của cải mình có rồi, tiền có rồi, thôi giờ mình xin với ông Bàn Đặc á, à, ông Bàn Đặc Công á, ông Bàn Công cư sĩ, ông Bàn Đức Công á, là mình nghỉ ở đợ về nhà, mình cưới vợ rồi mua ruộng làm ăn đó. Cái hai ông xin, cái ông Bàn Đức Công cũng thương lắm cái gì, ông cho liền, cho nghỉ mà còn cho thêm số tiền về làm vốn nữa. Hai ông bắt đầu nghiêu ngao đi tới chỗ núi mình giấu tiền với giấu vàng đó, mấy bàn à, thôi tôi bây giờ đó là lên chợ mua cơm mua đồ ăn rồi về đây hai anh em mình ăn rồi chia vàng ra, nãy nay nó lập nghiệp. Cái hai ông mới đồng ý. Cái ông này đi chợ, ông này cũng ngộ giữ vàng. Cái ông đi chợ suy nghĩ, ông nói sao mà vàng với tiền tự nhiên chia hai vậy, đâu được. Bây giờ lên chợ ăn cơm xong rồi mua thuốc sâu trộn vô, cái nó về nó ăn, cái nó ngậm củ tỏi, cái mình hốt mình xuống không, phải không? Nhưng mà cái ông đi chợ tính chứ, cái ông ngồi đây ông còn tính cha nữa. Ông nói mày đi chợ đi, mày ăn gì không biết, mày mua cơm gì đó tao đi, rồi về tao nấp tới tao đập mày một cây, mày gởi cổ tao ăn cơm, mày tao lấy vàng gì mắc mớ gì chia hai. Đó quý vị thấy không, hai người tính toán xong hết trơn rồi. Ông kia ông ăn cơm, ông mua thuốc độc, ông tẩm vô, ăn xong rồi về nhà là ông nghĩ rằng cái ông ngồi giữ này ăn vô chết thì ông lấy mình. Mà về mới chưa tới chỗ gì trơn, quánh cho cây vô cần cổ gãy, ông kia ăn cơm xong cái ông ngã ngang chết luôn. Vậy đông vàng đó ai hưởng? Phải mình biết chỗ, tôi chia quý vị người mới ha, ngã không biết chỗ. Đó quý vị thấy chưa? Rồi thấy vậy cái chim ở trên đó, chim chóc nó xa xuống nó ăn, nó cũng chết luôn. Đó, cho nên có câu là nhân tham tài tắc tử, mà điểu tham thực tắc vong. Cái người trên đời mà tham tiền là chết, mà chim tham ăn nó cũng chết, phải không quý vị? Cho nên thầy dạy mình tham chi giả tạm của tiền, như chim vào lưới xích xiền trói thân. Cái người tham nhiều, tham ít thì quấn vòng hai vòng, mà tham nhiều quấn 4-5 vòng, mà tham dữ nữa quấn cả chục vòng hết mở luôn. Tính xong món nợ lần thân thoát vòng, cương tỏ pháp thân nhẹ nhàng, tiêu diêu đạo đức luận bàn, dân du võ trụ thanh nhàn biết bao, phải không? Cái cõi mình đang ở, cõi buồn cõi khổ cõi giả tạm thôi. Ta bà thật cảnh ưu phiền, duyên trần cấu kết quan khiên báo đền, thiều quang thấm thoát giường tên, mắt dòng sanh tử có bền đặng đâu. Mình đang dưới vào cái con đường sanh tử nè, bữa nay đi đám dỗ gì về nhà chắc về tới nhà không, phải không? Đâu có bền. Chi bằng theo học đạo màu, sớm qua khổ hải theo hầu Phật tiên. Đó, cho nên mình cố gắng mình học đạo, làm theo lời Phật dạy đi. Tôi nói quý vị, mình mà tu trúng rồi đó, bữa nay mà tu trúng về là chiều nay thấy an lạc rồi đó. Tu đâu có nói lâu, đâu có nói mau, đâu nói dài, đâu nói ngắn đâu, phải không? Tu là bản thân mình phải nỗ lực lên tu, nỗ lực tự sửa,
không cần người khác khen, không cần người khác nhìn, mà tự mình phải biết mình tu như thế nào, phải không? Mình phải biết mình tu giỏi hay tu dở, mình phải biết mình tu bở hay tu dai, mình phải biết mình tu sai hay tu tỉnh, mình phải biết mình tu chính hay tu sống, mình phải biết mình tu nóng hay tu nhẫn nhục, mình phải biết mình tu đục hay tu trong, mình phải biết mình tu trong lòng hay tu ngoài áo, mình phải biết mình tu quảng cáo hay là tu quyết lòng giảng sanh cực lạc, phải không? Lúc đó mới hạ thủ công phu mới tu được. Cúng lại ba thời không cần ai biết, ngồi niệm Phật 2 tiếng cũng không cần ai biết, bố thí 500.000 triệu bạc cũng không cần ai biết, phải không quý vị? Mà cái đó đâu phải không ai biết, Phật với trời biết hết trơn đó. Cho nên chúng ta cố gắng càng tu chừng nào, mà tôi nói cái người mà tu giỏi chừng nào đó, cái nghiệp nó tới còn dữ dằn chừng đấy. Tại sao vậy? Vì thiếu nợ, người ta đòi nợ, muốn trốn nợ hả? Đừng có mong em ơi, phải không? Em trai vay nợ của chị là mấy kiếp rồi em ơi, phải không? Bây giờ em vay của anh là mấy kiếp rồi, lên đây không có chạy chỗ nào khỏi trơn. Dầu tu giỏi cỡ nào cũng phải trả cái nợ này mới đi, phải không quý vị? Tôi nói nghe, có cái ông này ông tu mà ngon lắm ở Bình Thạnh Đông nè. Ông tu mà đồng đạo người ta ở xóm người ta thương, người ta quý lắm. Tại vì cái người cư sĩ tại gia thầy nói là thương những, ghét những đứa giàu sang kiêu hãnh, mà thương những người đói rách lương hiền. Đói rách mà còn lương hiền mà còn tu được nữa, mà không thương sao được tôi còn thương được nó không Phật? Vậy đó mà vợ con không thương cái nghịch thiếu nợ đòi, phải không? Tôi nói nghe, sáng ra ruộng mần rồi về nhà cũng cúng lại ba thời mà ngồi niệm Phật cũng ngon lắm, mà vợ con nó không ủng hộ mà nói nặng nói nhẹ hoài vậy. Quý vị tu nổi không? Tu không nổi cũng ráng tu, xả tu 15 phút kỳ lắm à. Không có xả, phải không? Cái vợ con làm riết ông tu hết nổi rồi, ăn mà không dám mua miếng đồ ăn cho ăn nữa. Rồi tu gì mà không ủng hộ, mà mỗi lần đi á thì nói nặng nói nhẹ đủ thứ trơn. Cái bữa đó ông mua chai thuốc sâu, quý vị biết sao không? Ông mua chai thuốc sâu trưa ông cúng rồi, cúng xong rồi ông nói thưa thầy, con quy y theo giáo lý Đức Thầy, con tu hồi nào giờ không có sai không có trật, mà không biết sao vợ con nó hành hạ quá, nó không ủng hộ con tu hết nổi rồi thầy ơi. Thầy tha lỗi cho con, chuyến này con uống thuốc sâu tự giận chết, sau này con gặp thầy con tu tiếp. Ông mở chai thuốc sâu, ông bước vô buồng. Bà nói mày theo mày ôm ông lại coi. Nhỏ nhào vô ôm giật chai thuốc sâu, thâu thâu mơi mốt tôi đó tu theo ông chứ ông làm gì dữ vậy. Thôi này tu ngon, ai không cái gì. Đó, rồi từ đó tới sau cái nhỏ, bả rồi tu theo vợ chồng tu luôn. Cái này là chồng hiền độ vợ dữ đó nghe, chứ không phải chơi à. Chớ tu dở dở mà xả tu 15 phút mà tương trao nó banh chành hết trơn, phải không quý vị? Cho nên quý vị biết đó, cái nhân duyên mà gặp được Phật Pháp là trải qua 80 kiếp mình đã tu hành đó, chứ không phải dễ ăn chay dễ tu đâu, phải không? Mà cái người giác ngộ giữ giới đó, mà tịnh nghiêm trong một ngày một đêm đó, là 60 đại kiếp không rơi vào ác đạo. Cho nên quý vị thấy cái tu đó, cái lợi lạc mà từ lúc mình tu mà trở về sau không thể nào diễn tả hết. Nhưng mà mình tu mình phải hiểu cái pháp của thầy mới được. Ráng tu đi, nhất định cái người mà có tu rồi thì nhất định sau này sẽ về cực lạc, sẽ thành tiên thành Phật. Thầy còn thề với mình để mình tu đó. Thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân tu hành, chẳng được đức ân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Tu mà không được ân đức là thầy không phải sát thân người đời. Mà thầy thề vậy là chắc ăn chưa quý vị? Chắc ăn, phải không? Chứ thầy nói kẻ giả dối thường hay thề thốt, nó chẳng kiên thần thánh là gì. Thầy chê cái người giả dối nó hay thề lắm, nhưng mà thầy ráng thề với mình, là thầy sợ mình không tin. Thầy thương mình lắm quý vị ơi. Cố gắng đi, ăn chay một ngày, cúng lại một ngày, niệm Phật một ngày, đi làm đạo một ngày, phước đức không thể nào Mà lường tưởng cho hết được quý vị. Bất khả tư nghị. Cho nên nó tự mình tu, tự mình tạo phước thì sau này tự mình đắc, chứ Phật không có ban cho mình được. Phật nói tuy rằng ta là chứng đắc tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông thiên biến dạng quá, nhưng có ba điều Thế Tôn làm không được. Thằng ơi, tôi nói nghe lúc đó Đề Đà Đa còn cử. Trời ơi, tưởng sao Sa Môn Cù Đàm ông nói gì có ba điều mà ông làm không được. Phật nói nhân quả ta không thể thay đổi được. Nhân quả thay đổi được không? Phật đâu có thay đổi đâu. Bây giờ mình làm ác mà mình muốn Phật đưa mình lên thiên đàng, Phật đâu đưa được, phải không? Không thể thay đổi được. Phước Phật không cho được. Cái phước mình tự mình tạo mình có, chứ không thể nào mà tự nó có được. Và huệ thầy Phật cũng không ban cho mình được. Cho nên ở đây quý vị thấy rằng đó,
Trên bước đường tu tập chúng ta phải chịu gian nan khổ khó chúng ta tu mới được. Phải không? Ráng cực lòng một bước đầu tiên, sau mới được làm nên Phật Thánh. Tu phải chịu cực, chịu khổ, phải thức khuya dậy sớm, phải tốn tiền, tốn của, mà làm sao được cái việc đạo nghĩa là chúng ta cứ làm. Phải không? Làm được đạo nghĩa thì chúng ta làm. Thấy một đàn thẳng bẳng mà mê, ôi chừng đó mới là mầu nhiệm. Còn tu gì? Vài bữa tu, vài bữa nghỉ, vài bữa cúng, vài bữa buông, vài bữa niệm Phật, vài bữa không thèm niệm Phật. Phải không? Bước đi một bước dừng mà chưa từng tới đâu. Phải không? Bước vài bữa cái ngừng lại. Cũng như tu vài bữa cái nghỉ không thèm tu. Rồi tu xiết xiết vài bữa nghỉ thèm tu. Tu hoài vậy nó đâu có tiến bộ cái gì. Cho nên chúng ta phải tu tập, phải hành trì. Dù là cái nghiệp lực trên thế gian này chúng ta mang thân nghiệp thì chúng ta nhất định phải trả nghiệp. Phải không quý vị? Có nhiều người cái nghiệp nó đến thì thê thảm luôn kìa. Trong đạo mình như anh Bảy Nhàn, Tám Nhàn gì ở trên vì tôi kỳ đó tôi có đi thăm. Đến nỗi tu mà nó chết từ ở dưới chân mà nó chết lên tới lưng quần luôn đó quý vị. Nằm có một chỗ nhợt, nhưng mà có người săn sóc, có người vệ sinh, nhưng mà lợi tới đồng đạo, lợi tới vẫn nói đạo, vẫn tỉnh táo vậy. Phải không quý vị? Tại vì sao? Vì cái thân này đó là sớm muộn gì cũng bỏ. Nhưng mà xác tuy mất, hồn thiên chẳng mất. Cái thân này nó làm sao thể kể đó. Tôi nói quý vị, còn cái lúc cái nghiệp nó tới đó, nó kêu mình nằm mình cãi nó không được đâu. Tại vì nghiệp nặng quá nó kêu nằm cãi không được. Nhưng mà nó nhẹ nhẹ được một chút cái nó nói cho ngồi dậy đó thì cố gắng ngồi dậy. Nó cho đi đứng được. Tại vì sao? Vì chúng ta tạo rồi chúng ta phải trả. Không thể nào chạy khỏi trơn. Dầu bay cao vút lên trời, lặn sâu xuống biển, trốn thời đặng đâu, cho dù chui tận hang sâu cũng không thoát khỏi khổ sầu đã gieo. Tức là chúng ta đã gieo cái nhân nào thì cái quả đó nhất định nó sẽ đến khi đủ nhân duyên. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, mà cao phi diễn tẩu giả nan tàn. Dầu làm thiện làm ác gì, đến đường cùng của nó là sẽ gặp nhau, cao bay xa chạy không khỏi quý vị. Cho nên bây giờ chúng ta phải quay lại, chúng ta cố gắng theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy, tu thân thiện tính phải chuyên cần, lục tự di đà giữ tứ ân. Tu thân phải chuyên cần mới được à, phải sốt sắng, phải siêng năng à, phải xem coi à, nhất nhật tam tỉnh ngộ thân, một ngày quán thân ba lần, từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, mà trừ chiều tới tối. Bữa nay đi đám dỗ về, có giận ai không? Tâm có bị động cái gì không? Nó khởi lên ham muốn cái chuyện gì mà nó trật với đạo lý không? Phải không? Thúc liễm kiềm chế nó. Tu là vậy đó. Mỗi ngày mỗi làm vậy, mỗi ngày mỗi làm vậy, thì tất cả thân khẩu ý chúng ta nó xuôi về một mái, từ đây trở về sau nó không có. Mà nó không có được gì thì tam nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật giảng Tây Phương. Phải không? Cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi, Tây Phương quyết đáo chung vui Phật Đài. Nó vậy đó. Cho nên chúng ta mà tu dứt ba cái nghiệp này, thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh là chúng ta đã đặt một chân vào cái về cõi Phật đó quý vị. Nhưng mà cái này chúng ta phải cố gắng tu mới được. Phải không? Bây giờ đó, cái thời kỳ này là cái thời kỳ gấp rút. Năm nay là năm mẹo rồi quý vị biết. Thầy nói mẹo đã hết, trồng bay dơ dẫn khắp hoàn cầu, nghịch lẫn cùng nhau. Bây giờ có nghịch lẫn chưa? Nghịch thiệt rồi đó. Lê dân thì trăm họ sáu xào, rã rời phụ tử máu đào nhuộm tuôn. Ghê gợn lắm quý vị ơi. Cái cảnh này tôi không biết từ đây sắp tới thì sao ha. Cho nên thầy kêu mình phải ráng tu để mà chết nha. Bây giờ tu từ ngày chứ không có tính tới xa xa nữa. Ngày nào tu cho nó tròn ngày nấy. Cái việc làm ăn thì ai cũng phải làm ăn. Nhưng mà làm ăn không tu hiền là khổ. Phải không quý vị? Thầy nói vẫn biết rằng ở trong đời ai cũng phải lo thân. Nhưng người hiểu đạo biết rõ cái thân của mình tạm mượn trong một thời gian để học hỏi. Nên lo vừa chừng, chẳng có ích kỷ, vừa lo cho mình, vừa giúp ích cho đời. Thầy nói sao? Chừng bỏ xác ta có cái khác. Vậy là thầy thọ ký rồi. Tức là vừa lo cho mình mà vừa giúp ích cho đời. Tức là mình vừa làm ăn vừa tu hiền, vừa làm có của mà vừa làm phước. Tự giác giác tha thì đến cái chỗ giác hạnh viên mãn, tâm tròn đầy, chứng đắc chứ không có gì trơn. Còn người không hiểu đạo, bo bo giữ nó bằng lối ích kỷ mê lầm, muốn cho nó được vĩnh viễn trường tồn, kịp đến khi tử thần gõ cửa, số vô thường đã tới, sanh ra muôn ngàn kinh hải, rất chiếu mến cõi đời, cửa nhà, con vợ mà không làm sao sống được. Lúc đó kẻ phùng mang trợn mắt, chắc lưỡi nghiến răng, lăn lộn giật mình, kêu than thảm thiết, thử hỏi khổ sở biết dường nào. Phải không?
đã cảnh này cảnh khổ rồi mà không chịu tu. Thầy nói phù sanh nhược mộng đời lao khổ, tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Cái cảnh này phù sanh tức là nó cũng như là cái cuộc sống nó trôi nổi như lục bình, trôi lên trôi xuống vậy quý vị ơi. Phải không? Nó khổ vô cùng khổ. Phù sanh lắm cuộc lao thân, ngày đêm ta tháng muôn phần đớt đau. Khổ lắm, ta tháng tức là kêu than, mà kêu than bằng ngày không, mà kêu than luôn tới bằng đêm. Nó khổ vậy đó. Cho nên bây giờ mình phải làm tròn cái việc mà mình phải làm, tức là tu thân thiện tính phải chuyên cần, lục tự di đà giữ tứ ân. Mình đền đáp tứ đại trọng ân, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo và ân đồng bào nhân loại. Và chúng ta cố gắng hành trì pháp môn niệm Phật, chúng ta niệm Phật cho nó nhiều. Cái người đang niệm Phật là cái người đó đang ở trong ngôi nhà tịnh độ của Phật, mà cái người buông niệm Phật là người đó chung ra ngôi nhà tịnh độ của Phật. Phải không quý vị? Cho nên chúng ta cố gắng chúng ta niệm Phật hàng ngày, tại vì niệm Phật có ba cái sức độ rất lớn: sức pháp Phật độ, sức pháp độ và sức công đức của tự tâm độ. Tại sao vậy? Vì đức Phật độ là Di Đà lục tự gán ghi niệm cho tà quỷ, vậy thì gian ra niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, trừ được được hào quang của Phật che chở cho 40 dặm, thiên ma ba tầng không dám lại gần. Cái thứ hai là sức Phật và pháp độ, danh hiệu của đức Phật A Di Đà, thành tâm niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, trừ được 80 ức kiếp tội trọng sanh tử. Thầy dạy Di Đà lục tự gán ghi niệm cho tà quỷ, vậy thì gian ra, phải không? Hay là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp thiền từ, thầy rước lại non bồng, niệm riết hột giống sanh tử, tội lỗi nó không còn, cuối cùng vô hội long qua đắc đạo gì khỏi Phật. Và sức công đức của tự tâm, tâm của mình đó quý vị à, cái tâm này cái tâm đắm nhiễm, cái tâm thấp kém, cái tâm này cái tâm trần tục, mà chúng ta cố gắng chúng ta niệm Phật hoài thì cuối cùng dứt đi cái tâm trần tục, dứt đi cái vọng niệm thế gian, thì trở lại cái tâm thanh tịnh an lạc, chúng ta chứng đắc đạo quả, chúng ta mới về khỏi Phật được. Phải không? Cho nên thầy dạy còn phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê làm chẳng dứt, vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc. Phiền não thì ngăn che chân tâm mờ ám, nên nay hãy thành tâm niệm Phật. Mà nếu niệm một niệm Phật thì lìa một niệm chúng sanh, và niệm niệm Phật thì lìa tất cả các niệm chúng sanh, cho đến khi dứt tâm bất loạn, sự ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sinh ra được. Phải không? Từ lúc đó cái tâm vọng nó trở thành cái tâm trơn rồi, thì lúc đó nó hết nguy hiểm rồi, không còn sợ địa ngục nữa rồi. Tâm vọng rất là nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm như ôm rắn độc mà nằm quả, thân kia không biết quả lâm lúc nào. Tâm vọng dứt mới vào cõi Phật. Vọng tâm còn khó nhập niết bàn, vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh, gì nó sáu đàn chuyển lưng. Tu riết làm sao đó mà quý vị mà an lạc trong hiện tại thì tương lai nó mới đắc đạo. Tu ở đây đâu phải là đợi bỏ xác này mới về cực lạc, cái chuyện đó là sẵn rồi, nhưng mà làm sao ở đây là cực lạc. Đây là cái nhân cực lạc thì cái quả nó sẽ cực lạc, chứ ở đây mà quạo quọ đủ thứ ích kỷ bỏng xẹt vậy mà nói chờ tôi chết đi rồi biết, chết đi thì đọa chứ biết cái gì nữa. Phải không quý vị? Mình không có tu không có phước mà chờ gì nữa, cạn đìa mới biết lóc trê hả, còn lên ngớp biết đâu rô sạc. Ông đừng có nói tôi nghe, tới chừng đời tới thầy dìa đi ông biết, thầy dìa ông lật cái mông lên á, phải không? Phải không quý vị? Thầy nói giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ thì ngày rày gặp ta, mà thầy chỉ mình ăn chay niệm Phật, cúng lại làm lành bố thí giúp đời, giữ giới tránh ác hành thiện, mà mình coi mình làm được nhiêu rồi, phải không? Tự xét mình khởi tâm thiện ác, tự xét mình tạo tác hung hiền, khỏi cần hỏi ý thần tiên, tự mình cũng biết nghiệp duyên thế nào. Mình tu mình biết hết trơn à. Ăn chanh muốn ngọt ngào sao được, làm giữ mong hưởng phước khó thay, một cùng với một là hai, trồng chi hưởng nấy xưa nay không làm. Tức là gieo cái nhân nào thì sẽ có quả nấy, phải không? Đó, quý vị gieo cái nhân ăn chay, cúng lại, niệm Phật, làm lành, giữ giới, tạo phước, thì cái nhân đó nó về Phật chứ đâu có gì đâu lạ, phải không? Ham tiền, ham của, tham danh, tham lợi thì mình tu vậy đó, nhưng mà cuối cùng tội phước cân phân phải lựa chỗ à, phải không? Cho nên chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào nhân quả, tin tưởng vào lời của Phật chỉ dạy, phải không? Chẳng tin Phật chừng lâm quả khổ, bừng tỉnh ra đã bỏ xác rồi, kế liền bị nghiệp cuốn lôi, dễ đâu biết được tiền đời ra sao, phải không? Cho nên quý vị về từ chỗ này, chúng ta cố gắng hạ thủ công phu tu tập, phải không? Xả cái thân này coi như không có, tu khúc chót này để chi? Để cái ngày Đức Thầy trở về, cái ngày Long Hoa khai mở, cái ngày Thánh Chúa ra đời, cái ngày Tiên Phật Đáo Ta Bà thì chúng ta mới có mặt, phải không? Đó, kính thưa toàn cả chư quý vị.
À, sư ngôn báo hết giờ rồi. À, thì thôi hết giờ tạm dừng nha. À, kính thưa toàn cả chư quý vị. Khi nó còn khúc băng nó rối rồi, thôi nó rối cho nó nằm yên đó. Kính thưa toàn cả chư đồng đạo, tại vì còn nhiều giảng viên, cho nên cái nhân viên Bảy Siêu được gặp gỡ toàn cả cô bác, anh chị em đồng đạo chúng ta qua hai chữ tu thân, qua giáo lý Đức Thầy đã chỉ dạy, thì trước khi kết thúc nhân viên trao đổi Phật Pháp, Bảy Siêu thành tâm đốt nén hương lòng, nguyện cầu chư Phật mười phương và Phật Tổ Phật Thầy hộ trì cho toàn cả chư quý vị thân khỏe tâm an, tinh tấn tu hành trên con đường đạo hạnh thanh cao của Phật Pháp, ráng trau sửa thân tâm cho hoàn toàn an lạc trong sạch, để ngài Đức Thầy quay gót trở lại, chúng ta được so đầu điểm đạo và có mặt trong hội Long Hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì anh ta lịch nó năm rồi.